Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình cập nhật lại dự án code đã được mainnet, thì bây giờ nó đang có một chương trình Airdrop ở trên app của Santoshi của nó. Để tải được cái app Santoshi này thì các bạn vào setup file và bấm chữ Santoshi và chúng ta sẽ cài đặt nó. Sau đó chúng ta tiến hành KYC đồ vân vân vân. Nếu mà ai chưa có đào lần trước thì chúng ta đây cũng có một còn cơ hội để chúng ta nhận được những đồng code miễn phí nhé. Chúng ta có thể tiến hành nhận đồng code miễn phí bằng cài đặt ốp xong rồi, chúng ta đăng nhập xong rồi, chúng ta vào phần giveaway thưa các bạn. Có nghĩa là bây giờ là nó cho chúng ta sẽ nhận được drop một cách ngẫu nhiên từ 0.01 code đến không từ 0.038 code đến 309 đồng code trong một tuần nha các bạn. Ví dụ như có thứ trong ngày là chúng ta sẽ nhận được số lượng là bao nhiêu nghìn người nhận số lượng bao nhiêu code. Chỉ thứ bảy và chủ nhật chúng ta sẽ nhận được rất nhiều code, nếu may mắn đúng giờ là ví dụ như 30 code hoặc 309 code. Điều kiện để tham gia là chúng ta phải tuyển được rep nhé các bạn. Tuyển được cấp dưới thì chúng ta sẽ được một cái 100 phiếu và chúng ta có thể nhập vào trong phiếu đài để chúng ta gửi, và nếu may mắn trúng giữa là chúng ta sẽ nhận được các phần thưởng này nhé các bạn. Mình đọc thử này, mỗi lần tuyển dụng một đồng đội sẽ nhận được 100 phiếu. Số phiếu vào trong tuần này bằng số đồng đội được tuyển dụng ở tuần trước. Nhân cho 100, mỗi ngày 18 giờ 45 kết thúc bỏ phiếu, 19 giờ công bố danh sách may mắn để phát, 19 giờ 15 khôi phục số phiếu để bắt đầu kỳ bỏ phiếu mới. Số phiếu vào còn nhiều thì xác suất trúng còn lớn. Có nghĩa là nếu bạn tuyển rep được còn nhiều thì có bạn sẽ được có số điểm sẽ còn được nhiều phiếu và chúng ta sẽ chọn ô có ô may mắn và chúng ta sẽ có hội trúng còn nhiều thưa các bạn. Nếu bạn tuyển được số lượng người ở tuần trước thì nó sẽ tính số phiếu ở cho tuần này cho các bạn, nên các bạn sẽ có cơ hội để nhận được nhiều tiếp tục có đồng code nha các bạn. Đây là cơ hội cho những người mà chưa đào đồng code hoặc có những người đã đào đồng code rồi, nên các bạn có thể tiến hành đăng ký. Nếu đối với người chưa đào mình có để link đăng ký dưới đó và cái mã mời, nếu các bạn tham gia thì đăng ký nhé. Chào các bạn.